accent. Đây, quý vị thấy em không? Rất là bánh bèo đúng không quý vị? Em đang ở một cái phòng khách của nhà em rất là lớn, rất là đẹp. À, tối nay em về nhà xong rồi em tắm rửa, em gội đầu xong rồi tự nhiên em cảm thấy em yêu đời quá, em lấy nữ trang ra em đeo. Trời quý vị coi nè, em mê kim cương lắm. Một dây như vậy là mấy trăm gara nè quý vị. Mà em có khoảng mấy chục dây vậy thôi à, ít lắm. Mê cái gì mà mê rất là ác luôn quý vị thấy không? Hàng độc không nha quý vị. Muốn mua được những cái thứ này là từ ở New York bay về không, chứ không phải là Việt Nam có sẵn đâu. Nó phải qua cách ly 14 ngày rồi nó mới vô được tới tay em. Đó quý vị thấy không, mỗi lần em xuất hiện em chơi một bộ như vậy đó. Rất là bánh bèo, rất là xinh đẹp phải không quý vị? Quý vị thông cảm nha, lâu lâu cho em bánh bèo một chút. Em gống suốt ngày rồi, giờ lại phải điệu một chút. Vậy nè, hỏi sao chồng em không yêu em được. Đó quý vị, không?